Chào quý vị các bạn, căn hộ này khá hiện đại, có khóa một cửa bằng vân tay đấy. Nhà rất là sạch sẽ. Đây là cái phòng khách của căn chung cư lốc B, vị trí tầng cao rất là thoáng mát, nhà rất là sạch sẽ luôn. Chúng ta sẽ vào bên trong tham quan tiếp theo nhé. Đấy, nhìn bên trái là có tủ để giày dép này, rồi tủ lạnh này. Đây là phòng khách, trang trí màu sơn rất là sáng, ánh sáng chan hòa. Đấy, rất là tuyệt vời, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Bên trong ấy, chúng ta sẽ đi vào một căn phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ này rất tuyệt vời, tủ rất là gọn, hai hồ để cho chúng ta để đồ, có bàn trang điểm luôn này. Ở đây là nhà tắm, có thiết kế rất là sạch sẽ, tắm riêng, nó không ảnh hưởng tới những cái thiết bị khác vệ sinh. Theo chúng ta ra phòng khách thì chủ thiết kế những cái tranh rất là nhẹ nhàng. Ở đây có cái để treo tivi, có cái sofa để coi tivi. Cái hướng ban công cửa ở đây là ra view hồ bơi rất là thoáng mát và ánh sáng rất là chan hòa. Còn đây là một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này cũng khá rộng rãi, cũng view hồ bơi luôn. Đấy, phòng nào cũng có máy lạnh và có rèm cửa. Chủ ở đây thiết kế rất là nhã nhặn và tinh tế, đồ đạc để rất là gọn ghẽ. Căn này là 72m2 cả nhà, 72m2. Đây, chúng ta đang nhìn sang bên lốc A của chung cư Tô Bác. Còn xa xa kia thì cái view buổi tối thì cũng khá là đẹp. Ở vị trí này mà coi pháo bông thì rất là tuyệt vời. Chủ cũng rất là tinh tế khi mà chọn cái căn nhà này. Đây là cái khu bếp, khu bếp nó riêng tách biệt ra, chọn cái tông màu rất là nhã nhặn, có hút mùi, rồi bếp từ đầy đủ. Còn đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ phơi đồ và để những cái dàn nóng, cũng rất là thoáng mát. Ở đây thì mát mẻ cả ngày. Đấy, có không gian để chúng ta có thể trồng thêm cây xanh hoặc là làm gì đó nhỏ nhỏ ở đây cũng rất là vui. Căn này 72m2, thiết kế cũng khá ổn và rộng rãi. Chứ bình thường các căn khác là có 67-68m2 thôi. Căn này được ưu ái thiết kế là 72m2, vị trí tầng cao. Đấy, đây là phòng khách, sạch sẽ, thoáng mát. Có cái sofa chúng ta coi video, coi phim hay gì thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.